cái đầu luôn. Gần nửa bánh xe luôn. Đâu rồi? Má bảo đâu, cháu ôm này gần sát đi với cháu. Đừng có hết tên rồi. Đâu rồi? Con mẹ nó cái bánh rồi. Con mẹ mày. Rồi. Lên. Thôi, nó đại thủ ơi. Nó đứng nhìn. Đâu đó thằng đó? Đâu trong hình cái đâu? Công ty còn một quá trình mệt mỏi nè. Rồi ơi, xe dần giữa đường không? Kéo đầu lên. Kéo đầu á. Ai? Ê, kéo cái đầu á. Kéo được á. Kìa. Ai kìa? Chạy gian biển đi chứ. Ngu hồi, hồi mệt đuối luôn nè. Hở như con cờ hó luôn. Ê, trợ giúp.
lại xách đồ phụ ổng nữa kìa. Xe đồ không mà sao lên. Cái đồ đường nó có đường lên mấy anh dưới ta. Đứng nhiều chuyện nữa chứ. Nè cầm nó này lên. Lên đường đó. Ui. Rồi nhảy lên luôn, nhảy lên luôn. Ẹt cai ruộng luôn. Trời ơi, ai biểu vô chỗ khác chi, người ta vô chỗ này nè. Đi đường dây á, đi đường dây á. Chạy con mẹ nó. Hay quá anh ơi. Thịt trơn cái bánh luôn à. Cho hai ngày mệt con. Tự hấp. Thịt trơn bánh luôn. Mà có chân ngu có nửa tiếng nữa mà. Thôi, hên là sao sao ti mới sửa xong nha. Ừ, cái ông đẩy, đẩy sạch đẩy không cần rửa. Cái luôn nguyên bài vui lên. Linh con có cản Linh nữa. Mệt. Hai cái đúng mà chơi ngu nữa tiếp mệt. Mấy cái nằm nước xuống. Mấy đứng cái ông đội lên trước đứng đợi đi còn chạy vòng. Đây là an tóc. Mạnh như con chó. Đây là lông trâu. Trần thân lên thấy băng bằng đầu vậy nè tôi mới biết mập. Đây là lọc ngoài. Đây là lọc trâu. Trà nón thâu gấp. Rồi giờ chưa uống này nè.